toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hiện diện trở về với khu vực Điện Biên hai sân bóng để sẵn sàng cổ vũ cho hai đội tuyển Làng Nghề và đội Ngõ Ba. Khả năng ăn lại thì tốt đấy. Từ dưới con thì bắt đầu chạy dây đi. Bắt đầu chạy dây đi. Bắt đầu chạy phút đi cho bắt đầu bấm giờ. Vâng, và như quý vị và các bạn chúng ta đang quan sát thấy thì ngày hôm nay đây đội tuyển Làng Nghề vẫn xuất phát trong màu áo quen thuộc, đó là trang phục áo trắng đen quần đen, và đội tuyển Ngõ Ba cũng đang xuất phát trong bộ trang phục cũng rất quen thuộc như mọi trận của Ngõ Ba, đó chính là trang phục áo xanh quần đen. Và đến với trận chung kết ngày hôm nay đây thì hai đội tuyển của chúng ta cũng đã cống hiến rất nhiều những trận đấu vô cùng mãn nhãn dành cho khán giả của giải đấu. Và ngày hôm nay đây sẽ là một trận chung kết thực sự đáng được mong chờ. Và để đảm bảo cho giải đấu của chúng ta, trận chung kết của chúng ta được diễn ra thành công nhất, không bị những gián đoạn, thì chúng tôi rất mong muốn các quý vị khán giả của cả hai đội tuyển cũng như của giải đấu, chúng ta sẽ cố gắng ngồi xa lại khu vực vạch đường biên của sân đấu để cho tổ trọng tài có thể quan sát tốt nhất cũng như điều khiển trận đấu được chuẩn nhất. Rất mong muốn toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hợp tác để cho giải đấu, đặc biệt là trận chung kết của chúng ta ngày hôm nay đây sẽ được thành công. Em bấm gì có thử xem. À bấm máy. Để vào nhà ông sư nói này áo ra. Vâng, và như vậy là trọng tài chính điều khiển trận đấu cũng đã chính thức lỗi hồi còi bắt đầu cho trận chung kết của chúng ta. Và như thường lệ thì vào mở đầu cho trận đấu, đội tuyển Làng Nghề đã rất chủ động để... thì cầu thủ đội tuyển Làng Nghề đã không thể tung ra được một cú sút và một đường phản công dành cho đội tuyển Ngõ Ba. Rất sôi động nhưng vừa rồi đã không làm khó được thủ môn Tiến An. Tiếp tục là những sự tranh chấp vô cùng quyết liệt đến từ các cầu thủ của đội tuyển Làng Nghề, và vừa rồi đó chính là một tình huống phá bóng đến từ số 3 cầu thủ Phi Sơn. Tiếp tục là tấn công dành cho đội tuyển Ngõ Ba. Tuy nhiên vừa rồi thì có lẽ là phía trong của mình. Tuy nhiên là đường truyền vừa rồi đã không được ý, phát bóng lên dành cho Làng Nghề. Kiểm soát bóng đang rất tự tin dành cho tuyến dưới của đội tuyển Ngõ Ba. Một tình huống qua một người rất khéo của số 26 Duy Khánh. Tiếp tục là Duy Khánh không thể qua được Phi Sơn. Một đường truyền xuống dành cho Phi Sơn. Và có lẽ là vừa rồi thì tình huống bóng trọng tài đã xác định có một quả đá biên dành cho các cầu thủ đội tuyển Làng Nghề. Đảo cánh dành cho các cầu thủ đội tuyển Làng Nghề. Không thể không chơi bóng thành công khi cú chuyển vừa rồi thì lực bóng đi quá mạnh. Phản công nhanh dành cho cầu thủ đội tuyển Ngõ Ba. Không qua được sự truy cản của số 82 Xuân Trường. Đẩy bóng xuống. Vẫn không thể qua được những đôi chân của các cầu vệ đội tuyển Làng Nghề. Tiếp tục vẫn là những sự kiểm soát bóng rất tự tin đến từ tuyến thủ của đội tuyển Ngõ Ba. Và vừa rồi thì Thanh Tùng cũng đã chính thức tung ra một đường truyền lên phía trên, có thể nói một đường truyền xa vượt tuyến. Tuy nhiên không thể làm khó được các cầu thủ đội tuyển Ngõ Ba. Bóng đang tiếp tục được luân chuyển liên hồi qua lại giữa những đôi chân của tất cả các cầu thủ.
Và trận đấu vẫn đang được diễn ra với một tốc độ rất nhanh khi bóng liên tục được chuyển giao giữa các cầu thủ của cả hai bên. Và vừa rồi thì trong một tình huống tranh chấp thì Bison của đội tuyển làng nghề đã phải phạm lỗi với cầu thủ của đối phương để tránh một đường phản công dành cho đội tuyển Ngõ Ba. Trọng tài xác định sẽ có một quả đá phạt. Sút bóng, lực bóng là rất ổn định, tuy nhiên vừa rồi thì bóng xa từ tuyến dưới lên trên cho tuyến công của các cầu thủ đội tuyển làng nghề. Tuy nhiên với cự ly của sân 7 là một cự ly khá là hẹp, vì vậy là những đường bóng dài không dễ để có thể thực hiện thành công. Triển khai bóng rất mạch lạc và tự tin. Tuy nhiên vừa rồi là một đường chuyền có vẻ là hơi thừa lực. Và vừa rồi tiền đạo Tiến Dũng của đội tuyển Ngõ Ba đã không thể khống chế được bóng. Hóa bóng lên sức mạnh dành cho trung vệ của đội tuyển Ngõ Ba. Người đang có bóng là Phi Sơn, không qua được sự truy cản của các cầu thủ đội tuyển Ngõ Ba. Một quả đá biên. Tiếp tục là phối hợp Phi Sơn. Anh sẽ làm gì? Vòng vừa rồi thì Phi Sơn đã tung ra một cú sút ngay về phía khung thành của đội tuyển Ngõ Ba. Tuy nhiên của đội tuyển Ngõ Ba, trọng tài đang xác định sẽ có một quả đá biên dành cho đội tuyển làng nghề. Đứng trước bóng là Mạnh Cường. Một đường truyền không có một địa chỉ rõ ràng. Những đường truyền như vậy thường sẽ mở ra cho đội bạn những cơ hội phản công rất tốt, có thể xuất hiện. Tuy nhiên trong tình huống tiếp xúc bóng cuối cùng của cầu thủ đội tuyển làng nghề Ngõ Ba thì vừa rồi tiền đạo của đội tuyển Ngõ Ba đã không thể đang rất tích cực phối hợp. Phi Sơn là người đã được bóng rất nguy hiểm. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi thì không có cầu thủ nào của đội tuyển làng nghề có thể băng lên thật nhanh để theo kịp pha bóng vừa rồi. Một tình huống cướp bóng rất tốt của Phi Sơn. Tiếp tục là triển khai bóng ra biên dành cho các cầu thủ đội tuyển Ngõ Ba. Bóng đang được luân chuyển nhiều ở hai khu vực cánh. Và trong tình huống vừa rồi với một pha truyền có thể nói là không được như ý thì đội tuyển làng nghề cũng đã nhận được một quả đá biên lên dành cho đội tuyển của mình. Đang đứng trước bóng là Thanh Tùng. Tiếp tục là một đường truyền dài. Phi Sơn đang ở phía bên trong, tuy nhiên không thể qua được sự truy cản của trung vệ thép đội tuyển Ngõ Ba. Tiếp tục là truyền dài của Mạnh Tùng. Vâng, và trong tình huống có lẽ là một chút lơ là vừa rồi thì đội tuyển Ngõ Ba của chúng ta cũng đã để cho đội tuyển làng nghề được hưởng một quả đá biên ở một cự ly rất gần với khung thành, rất đáng để chú ý. Vẫn còn quả bóng lên rất căng dành cho chạy cánh của đội tuyển Ngõ Ba. Có lẽ là trọng tài vừa rồi xác định là có tình huống lỗi chạm tay. Ngày mai em mang xuống.
Đứng chưa bóng lúc này đây đang là Thanh Tùng. Tiếp tục là một đường nhồi bóng vào phía bên trong. Vừa rồi là một tình huống nhồi bóng rất có ý đồ của Thanh Tùng. Tuy nhiên là đã không có cầu thủ nào phía bên dưới hàng tiền đạo của đội tuyển làng nghề có thể băng cắt để thực hiện một tình huống dứt điểm. Không thể qua được thủ môn. Và như vậy là một tình huống không dễ để cho các trọng tài cũng như cổ động viên chúng ta có thể xác định. Và theo như nhìn nhận của trọng tài thì vừa rồi không phải là một bàn thắng. Tình huống vừa rồi bóng đã đập ra phía bên ngoài của khung thành và đẩy ra phía bên ngoài. Tiếp tục triển khai bóng dành cho cầu thủ tuyển Ngọc Hà rất khéo léo. Không qua được Mạnh Thanh Tùng. Phát bóng lên dành cho các cầu thủ đội tuyển làng nghề. Tiến An, Phi Sơn, rất đáng tiếc. Một tình huống phối hợp không hiểu ý giữa số 11 và số 93 của các cầu thủ đội tuyển Ngọc Hà. Nguyễn Đình Đức đã quyết định tung ra một đường truyền, nhưng có lẽ là theo như tiền đạo phía bên trên cho rằng thì đó là một đường truyền có thể nói là hơi thừa lực, rất khó để có thể tiền đạo mang áo số 93 có thể khống chế được. Tiếp tục nhồi bóng lên phía trên, không qua được Thanh Tùng. Đang có số 26 quyết định tung ra một cú sút, nhưng vừa rồi Thanh Tùng cũng đã rất quyết liệt và đã truy cản thành công. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ đội làng nghề. Trọng tài xác định không có lỗi. Một đường chọc bóng xuống, một cơ hội cũng rất ngon ăn, nhưng có lẽ là do tiền đạo của vậy anh cũng khá bị giật mình và đã không thể tung ra một cú sút ý. Tiếp tục là những quả đá phạt góc dành cho các thủ đội tuyển các bạn. Tạt bóng vào, không qua được đầu của cầu thủ phòng ngự của đội tuyển làng nghề. Rất dễ để có thể nhận thấy rằng ngày hôm nay đây, với một tâm thế rất thoải mái thì cầu thủ đội tuyển Ngọc Ba đang triển khai bóng và đang chủ động ép sân cũng như tấn công. Và trong chiều hướng còn lại thì các cầu thủ đội tuyển làng nghề cũng đang rất cẩn thận trong khu vực phòng ngự của mình và chờ đợi những cơ hội để phản công. Mất bóng rất lỗi. Một đường phản công dành cho cầu thủ Ngọc Ba. Tuy nhiên là bóng vẫn tiếp tục không thể có độ chính xác trong những tình huống quyết định. Người đang trước bóng là Mạnh Cường. Vâng, và Mạnh Cường đã tiếp tục một lần nữa rất sơ sẩy khi để mất bóng, mở ra cơ hội dành cho cầu thủ Ngọc Ba. Những tình huống dê dứt bóng ngay tại khu vực cấm địa của sân nhà là những tình huống cũng rất nguy hiểm. Anh Tùng là người đang đứng trước bóng. Tiếp tục nhồi bóng vào phía bên trong. Vâng, và vừa rồi thì tiền đạo của đội tuyển làng nghề không thể có một sự lựa chọn nào để có thể tìm đến bóng. Thì trung vệ của đội tuyển Ngõ Ba là tỏ ra là một người chơi rất chắc chắn. Quyết định được phá, không qua được trung vệ Thanh Tùng. Hai trung vệ của hai đội tuyển lúc này đây đang là điểm sáng rất đáng chú ý của cả hai đội tuyển. Một quả đá biên không thành công và mở ra cơ hội dành cho cầu thủ đội tuyển làng nghề. Trọng tài xác định sẽ có một quả đá biên. Phạt góc dành cho cầu thủ đội tuyển làng nghề. Tuy nhiên vừa rồi là một đường phối hợp mà không thực sự nhí.
Được cánh rất hay. Các cầu thủ đội tuyển Cao Bằng lúc này đây có vẻ đang chơi thanh thoát hơn. Cầm bóng rất tự tin, bàn chuyền cũng rất tự tin. Điều họ thiếu chỉ là một chút may mắn cũng như một chút chính xác trong những pha dứt điểm. Và ngay trong tình huống vừa rồi thì may mắn cũng như sự chuẩn xác đã đến trong những đôi chân, trong đến những pha dứt điểm của các cầu thủ đội tuyển Ngõ Ba. Và vừa rồi chắc chắn là trong những phút tới đây khi trận đấu đã có một bàn thắng để mở ra sự chênh lệch về mặt tỷ số thì các cầu thủ của đội hai đội tuyển sẽ chơi nhiệt hơn. Và vừa rồi là một cú sút rất quyết đoán của cầu thủ đội tuyển Làng Nghề, rất xuất sắc khi đội tuyển thủ môn đội tuyển Cao Bằng cũng đã cản phá thành công được cú sút rất mạnh vừa rồi. Đá phạt dành cho cầu thủ đội tuyển Cao Bằng. Bóng đang được các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Cao Bằng sử dụng rất thanh thoát. Tuy nhiên vừa rồi là một đường truyền có vẻ như không hiểu ý của tuyến trên. Chắc chắn là sau khi bị dẫn trước một bàn thì các cầu thủ đội tuyển Làng Nghề sẽ không thể chơi bình tĩnh như những phút ban đầu. Mạnh Cường, một tình huống phối hợp rất tốt dành cho cầu thủ đội tuyển Làng Nghề. Tuy nhiên cú sút cuối cùng thì đã không qua được sự cản phá của các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Ngõ Ba. Một tình huống khi mà hậu vệ của đội tuyển Ngõ Ba đã bị loại bởi đường truyền, tuy nhiên anh đã rất cố và đưa chân ra để cản phá cú sút rất căng của Mạnh Cường. Rất đáng tiếc dành cho Mạnh Cường. Đúng như dự đoán, sau khi bị để thua mất một bàn thì các cầu thủ đội tuyển Làng Nghề lúc này đây đang thi đấu quyết liệt hơn và đang có ý đồ sẽ chơi tấn công. Và điều đó thì chắc chắn sẽ làm cho trận đấu của chúng ta càng trở nên thú vị hơn khi mà thời gian của trận đấu thì còn rất dài. Trọng tài xác định trong tình huống vừa rồi thì số 3 của đội tuyển Làng Nghề là cầu thủ Vi Sơn đã có một tình huống phạm lỗi với số 9 của đội tuyển Ngõ Ba, đó là Đức Tùng. Chắc chắn là một trận chung kết thì nhiệt mà các cầu thủ có thể phát huy thì là rất lớn, nhưng rất là mong muốn các cầu thủ của chúng ta dù thi đấu kết quả có thế nào thì chúng ta vẫn chỉ nhiệt để thi đấu chứ không thể nhiệt để cản phá những cái tình huống khó khăn quá, rất dễ để cho cầu thủ đối phương bị chấn thương. Cái quan trọng hơn tất cả trong một giải đấu mang tính chất tập thể như giải đấu của chúng ta, đó chính là tình đoàn kết dành cho cầu thủ đến từ tất cả các đội, cho thanh niên đến từ cả làng của chúng ta chứ không riêng gì quan trọng một chiếc vô địch. Vì vậy rất là muốn các cầu thủ của chúng ta sẽ thi đấu thật đẹp. Một quả đá góc dành cho cầu thủ Làng Nghề không qua được sự chi cản của hậu vệ đội tuyển Ngõ Ba. Thi đấu rất tự tin, trọng tài xác định có một tình huống lợi thế, không qua được sự chi cản cầu thủ Làng Nghề. Phá bóng rất tốt dành cho số 18 Đức Lâm. Tuy nhiên trong tình huống sau đó thì Đức Lâm đã không thể triển khai bóng lên dành cho những cầu thủ trên tuyến trên của mình. Một tình huống mất bóng rất nguy hiểm, tuy nhiên là trong tình huống vừa rồi thì đã không thể tận dụng được. Và khi số 93 của đội tuyển Ngõ Ba đã không thể tận dụng được qua được đôi tay của thủ môn đội tuyển Ngõ Ba. Đang làm cái kia bản thân mình đang còn cái này đúng không?
Một tình huống thiếu tập trung đến từ cầu thủ mang số áo 82 của đội tuyển làng nghề, đó chính là Xuân Trường. Tiếp tục là triển khai bóng lên dành cho cầu thủ đội tuyển làng nghề. Rất thoáng. Một quả đá biên và cầu thủ đội tuyển Gò Mã phải đây xin có một sự thay đổi người, số 93 xin được phép ra sân và số 8 xin được phép vào sân. Có tên tuổi. Đẩy bóng rất thoáng ra biên. Một tình huống băng lên rất nhanh của Mạnh Đức, tuy nhiên đã không thể cướp được bóng. Bóng đang được sự kiểm soát của cầu thủ làng nghề. Anh Tường chuyền bóng lên cho Thi Sơn. Anh Cường nhận được chuyền vừa rồi thì lại hơi nhẹ. Một tình huống cũng khá là khó khăn khi tiến an của chúng ta, thủ môn của đội tuyển làng nghề đã phải băng ra phía bên ngoài để có thể cản phá tình huống bóng vừa rồi. Vẫn tiếp tục không qua được đôi chân của Mạnh Tùng. Những đường chuyền của cầu thủ đội tuyển làng nghề ngoài đây đang trở nên thanh thoát hơn sau khi để cho đối phương ghi trước một bàn vừa rồi. Rất cố gắng dành cho Phi Sơn đã ngăn chặn được một đường triển khai bóng lên của các cầu thủ đội tuyển Gò Mã và mang về cho đội tuyển làng nghề được một quả đá phạt góc đứng trước bóng đang vẫn tiếp tục là Thanh Tùng. Rất có thể đó sẽ tiếp tục là một đường treo bóng thẳng về phía khung thành rất nguy hiểm. Và vừa rồi thì có vẻ là số 9 Vũ Đức Tùng của đội tuyển Gò Mã đã cản phá bóng và đội tuyển làng nghề được hưởng một quả phạt góc. Mạnh Cương vẫn tiếp tục không qua được các cầu thủ phòng ngự Gò Mã và một đường phản công nhanh dành cho Gò Mã. Mở cánh rất thoáng dành cho số 9, cầu thủ mới vào sân. Tuy nhiên đã không qua được sự tập trung của Thanh Tùng. Và trong tình huống đường truyền cuối cùng xuống khu vực phía bên cánh đối diện của các cầu thủ đội tuyển Gò Mã thì đường truyền vừa rồi có vẻ là hơi mạnh và hơi lệch so với đà chạy của cầu thủ tấn công đội tuyển Gò Mã. Kiểm soát bóng đang rất tự tin, các cầu thủ đội tuyển Gò Mã đang chơi vô cùng tự tin. Tuy nhiên trong những tình huống tự tin nhưng chỉ cần thiếu một chút may mắn thôi, các cầu thủ đội tuyển Gò Mã rất có thể cũng sẽ để bóng lọt vào đôi chân của các cầu thủ đội bạn và đó cũng sẽ là những tình huống rất đáng chú ý dành cho cầu thủ đội tuyển làng nghề. Khi mà các cầu thủ đội tuyển làng nghề lúc này đây cũng đang chơi phát sinh, đang rất tích cực áp sát với một tốc độ rất nhanh để chủ động đoạt bóng từ những đôi chân của cầu thủ đội tuyển Gò Mã. Một quả đá biên ở một cự ly rất gần khung thành, bóng được treo vào cho số 9, cầu thủ vừa được vào sân. Tuy nhiên rất mất thời gian để số 9 có thể khống chế được quả bóng và vừa rồi không có cơ hội nào cho anh. Một pha bắt bóng lỗi của Thế Nam, tuy nhiên anh đã kịp sửa lỗi. Rất may mắn là trong tình huống bóng lẩy ra thì bóng đi với một lực rất nhẹ và Thế Nam có thể thu hồi được bóng. Phát bóng xa lên dành cho Phi Sơn, không thể làm khó được sự tập trung của thủ môn đội tuyển Gò Mã. Bóng đang tiếp tục được đẩy sang hai phía biên và Mạnh Cường là người cướp được bóng. Anh sẽ làm gì? Vâng, vừa rồi Mạnh Cường đã tung ra một cú sút rất mạnh và rất thiếu may mắn khi vừa cho Mạnh Cường. Và từ đầu đến giờ thì các cầu thủ đội tuyển làng nghề đã có hai cú sút dội vào xà ngang khung thành.
của đội tuyển Ngõ Ba. Và rất đáng tiếc khi những cú sút đó thì đã loại bỏ hoàn toàn được thủ môn của đối phương. Tuy nhiên bóng lại chỉ thiếu trong một găng tấc nữa thôi để có thể tìm vào mảnh lưới của đối phương. Rất đáng tiếc. Vâng, và các cầu thủ Làng Nghề lúc này đang chơi khởi sắc hơn. Đang chủ động tấn công, đang chủ động kiểm soát bóng, đang chủ động triển khai bóng. Và chính các cầu thủ đội tuyển Ngõ Ba lúc này đây thì mới là đội chơi chậm lại và muốn những tình huống được diễn ra chậm lại theo ý đồ. Sau tình huống truy cản vừa rồi thì hậu vệ trung vệ thép của đội tuyển Ngõ Ba đang bị đau. Mừng vào ngày hôm nay đây để chào mừng giải đấu, để giúp đỡ cũng như song hành với giải đấu thì đã có rất là nhiều những cá nhân, những tập thể đã hiện diện tại đây và dành cho giải đấu rất nhiều những sự quan tâm. Chúng tôi rất là cảm ơn sự dõi theo, sự quan tâm của toàn thể quý vị. Và vừa rồi thì trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của đội tuyển Ngõ Ba thì một cầu thủ của đội tuyển Làng Nghề đã có dấu hiệu bị đau. Thế xem mình có đau gì hay không nào. Cháu ơi, vào đi cháu ơi. Có đau hết rồi. Vâng, và ngày hôm nay đây để chung vui và động viên cho giải đấu thì ông Tuấn, trưởng thôn Đống Chanh cũng đã tài trợ cho giải đấu với số tiền là 2 triệu đồng cùng với toàn bộ hệ thống âm thanh ngày hôm nay đây. Rất cảm ơn ông Tuấn. Ông Khẩn Ném Tôn Nguyên Anh cũng tài trợ cho giải đấu 1 triệu đồng và ông Cường Thịnh Thường Tín cũng tài trợ cho giải đấu 2 triệu đồng. Thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho toàn thể các cầu thủ, các vận động viên của giải đấu thì chúng tôi rất cảm ơn sự tài trợ, sự chung vui của toàn thể, các đoàn thể cũng như các cá nhân đã cùng đồng hành với giải đấu. Rất cảm ơn toàn thể quý vị. Phát bóng lên dành cho thủ môn đội tuyển Ngõ Ba. Bóng đã đi hết sân. Khống chế bóng không thành công. Lý Sơn. Bóng đang lộn xộn và khu vực giữa sân. Hai bên đều không thể kiểm soát được trái bóng trong tình huống vừa rồi. Cơ hội được mở ra dành cho cầu thủ tuyển Làng Nghề. Đang rất tự tin dành cho Mạnh Cường. Đẩy bóng ra biên dành cho số 89 và một cú sút ngay chăng. Vâng, và trong giây phút chơi rất tập trung thì vừa rồi trung vệ của đội tuyển Ngõ Ba đã hóa giải được thành công cú sút vừa rồi. Nếu như vừa rồi anh không thể hóa giải được cú sút đó thì rất có thể bóng sẽ không lựa chọn vị trí của thủ môn mà bóng sẽ lựa chọn đôi chân của một cầu thủ tấn công đội tuyển Làng Nghề đang trực chờ sẵn phía trong. Tiếp tục một quả ném biên, đá biên dành cho cầu thủ đội tuyển Làng Nghề. Đứng trước bóng đang tiếp tục là Mạnh Cường. Đẩy bóng về dành cho số 4 Mạnh Đức. Thanh Tùng. Bóng đi hơi mạnh. Vâng, một quả đá biên hơi mạnh, hơi thừa lực. Tiếp tục bóng đã lựa chọn khu vực đối lập trên sân để ra biên. Đội tuyển Ngõ Ba xin phép được thay đổi người, số 94 ra sân và 18 vào sân. Xin lỗi, 94 vào sân và 18 ra sân. Tiến An phát bóng lên. Rất nguy hiểm. Vẫn không thể qua được sự tập trung của thủ môn đội tuyển Ngõ Ba. À.
không làm khó được Tiến An trong tình huống vừa rồi. Quyết định phát bóng lên, bóng tiếp tục đi hơi mạnh và các cầu thủ tuyến trên của đội tuyển làng nghề đã không thể khống chế được bóng. Lúc này đây thì các cầu thủ đội tuyển làng nghề đang tỏ ra vội vã hơn khi hiệp một sắp sửa kết thúc và họ đang bị tạm giữ trước với tỷ số 0-1. Vâng, và lúc này đây liên tục những tin vui đến với giải đấu, đến với trận chung kết của chúng ta khi đã có rất nhiều những cá nhân tập thể đang tiếp tục ủng hộ cũng như là chung tay với giải đấu và đã dành rất là nhiều những phần thưởng, những món quà khích lệ dành cho cả hai đội. Và trong giây phút vừa rồi là một tình huống băng kép rất nhanh của Mạnh Cường. Cho riêng mình trong trận chung kết này. Và vừa rồi tiếp tục là một cú sút rất nhanh, rất tốt và một tình huống băng kép vô cùng hợp lý của anh. Và phải rất may mắn khi bóng đã tìm đến vị trí của chính thủ môn đội tuyển đối phương thì các cầu thủ đội tuyển Ngõ 3 mới có thể cản phá được tình huống vừa rồi. Cho đến thời điểm này thì Ngõ 3 đang có vẻ được may mắn hơn trong các tình huống quyết định của trận đấu. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn sự ủng hộ của ông bà Tiên Thuật với món quà là 1 triệu đồng, cũng như là sự ủng hộ của ông bà Lượng Toan với món quà là 1 triệu đồng. Rất là cảm ơn các cá nhân cũng như các gia đình đã tiếp tục tích cực ủng hộ cho ban tổ chức, ủng hộ cho giải đấu và các vận động viên. Hôm qua được sự truy cản rất gắt của cầu thủ Thanh Tùng, lợi thế về thể hình, thể lực cũng như quyết đoán và sự chuẩn xác trong những tình huống truy cản thì Thanh Tuần lúc này đây vẫn đang là người chơi rất tốt và một điểm sáng cũng rất đáng chú ý dành cho các cầu thủ đội tuyển làng nghề. Tiến An phát bóng lên, bóng đã khá chạm đầu của Phi Sơn và đổi hướng. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi bóng không đủ lực để làm khó thủ môn đội tuyển Ngõ 3. Tiếp tục là một tình huống phát bóng lên, tuy nhiên bóng đã chưa được chính xác. Quả đá biên dành cho các cầu thủ đội tuyển làng nghề. Thanh Tùng đang chuyển bóng ra phía biên bên phải của đội tuyển mình. Thị Sơn, Mạnh Cường. Tiếp tục là sự cố gắng của các cầu thủ đội tuyển làng nghề. Trọng tài xác định là sẽ có một quả phát bóng lên dành cho các cầu thủ đội tuyển Ngõ 3. Các cầu thủ đội tuyển làng nghề lúc này đang chơi rất chủ động, rất khát khao để có thể ghi được một ít nhất là một bàn thắng ngay trong hiệp 1 để có thể san phẳng tỷ số của chúng ta để có thể bước vào một hiệp 2 dễ đá hơn. Mạnh Cường đang tê bóng rất tự tin, tuy nhiên không qua được sự truy cản của hai hậu vệ đội tuyển Ngõ 3. Như vậy là tổ trọng tài cũng đã chính thức lổi còi kết thúc hiệp 1 trận chung kết của giải bóng đá làng nghề sân 7 Văn Tự lần thứ nhất. Và kết thúc hiệp 1 của chúng ta thì tỷ số lúc này đang tạm là 1-0 nghiêng về đội tuyển Ngõ 3, một kết quả rất có lợi dành cho cầu thủ đội tuyển Ngõ 3. Với một bàn thắng có trước thì các cầu thủ đội tuyển Ngõ 3 hoàn toàn có thể
Trận chung kết giải bóng đá sân 7 làng nghề 64 cũng đang chuẩn bị được diễn ra. Và lúc ở đây theo như chúng tôi quan sát thì cả hai đội tuyển cũng đang có những sự thay đổi nhân sự. Và rất là cảm ơn toàn thể quý vị, chúng ta đang tiếp tục cùng nhau trở lại với giải đấu, trở lại với hiệp thi đấu cuối cùng của giải thi đấu năm nay. Tiếp tục là những cửa sút bóng đến từ các cầu thủ đội tuyển quốc ba. Tuy nhiên vừa rồi thì cầu thủ của đội tuyển nào quốc ba đã không thể có một tình huống tạt bóng vào phía bên trong dành cho những người đồng đội phía bên trong của mình. Những tình huống phối hợp cũng khá nguy hiểm ngay tại khu vực trước khung thành cầu môn của đội tuyển làng nghề. Tuy nhiên là sóng gió đã trôi qua và người đang đứng trước bóng là Thanh Tùng. Một đường truyền lên dành cho số 82 và trong tình huống vừa rồi trọng tài đã xác định có một tình huống phạm lỗi đến từ các cầu thủ đội tuyển làng nghề. Phát bóng lên dành cho cầu thủ đội tuyển quốc ba. Bóng đang tìm đến vị trí khung thành của thủ môn Tiến An. Và phải mất đến 2 nhịp thì Tiến An mới có thể khống chế được trái bóng trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục là sự triển khai bóng đến từ các trung vệ của cả hai đội tuyển. Một tình huống rất có ý đồ của Thanh Tùng. Trong những tình huống nhồi bóng lên của Thanh Tùng, bóng thường có điểm rơi và đội rất khó chịu trong quỹ đạo này. Nếu như các cầu thủ tuyến trên không thể chạm được bóng thì bóng vẫn luôn sẵn sàng về hướng khung thành. Và trong một chút lơ là thôi thì rất có thể thủ môn đối phương sẽ phải trả giá. Một tình huống trụ không chuẩn của cầu thủ chữ cánh đội tuyển quốc ba. Tuy nhiên họ đã có thể thu hồi được bóng. Đứng trước bóng bây giờ là tiền đạo mang số 26.
Vâng, và vừa rồi thì anh cũng không thể có được một tình huống dứt điểm cũng như một đường chuyển chính xác cho cầu thủ của mình. Bóng được đẩy lên và trọng tài xác định trong tình huống vừa rồi là một tình huống phạm lỗi đến từ các cầu thủ đội tuyển U23. Sút ngay, không thể qua được sự trí cản của cầu thủ tuyển U23. Tiếp tục là đường nhồi bóng lên của Thanh Tùng. Tuy nhiên phía bên trên không cầu thủ nào có thể nhận được bóng trong tình huống vừa rồi. Đẩy bóng lên dành cho cầu thủ tuyển U23, nhưng trong tình huống vừa rồi có lẽ là bóng bay hơi liệu. Cầu thủ phía bên trên của đội tuyển U23 đã không thể khống chế được bóng. Đội tuyển là người được hưởng quả đá biên. Đứng trước bóng như thường lệ vẫn là Thanh Tùng. Một tình huống rất đáng chú ý và nguy hiểm. Nếu trong tình huống vừa rồi bóng chỉ khẽ chạm vào một cầu thủ bất kỳ trong khu vực cầu môn, rất có thể bóng sẽ tìm vào hướng của thủ môn. Nhưng trong tình huống vừa rồi nếu như bóng có tìm vào côn thì cũng không được công nhận vì không chạm ai. Một tình huống triển khai bóng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cản vô cùng quyết liệt đến từ số 9 Đức Tùng của đội tuyển U23. Một quả đá biên dành cho cầu thủ đội tuyển Đăng Nghề. Bóng lại được chuyền về cho Thanh Tùng. Vẫn là những đường nhồi bóng quen thuộc. Bóng vẫn tiếp tục tìm đến khung thành. Tuy nhiên với lực khi thời điểm có thể tìm đến khung thành thì lực sút đã không còn nhiều và rất là dễ để cho các thủ môn có thể khống chế. Nếu như các thủ môn chỉ cần chú ý một chút thì hoàn toàn có thể bắt gọn. Chỉ khai bóng vào cho số 93 của đội tuyển U23. Tuy nhiên là không có một tình huống đáng chú ý nào được diễn ra trong pha khống chế bóng vừa rồi. Tiếp tục là một quả đá biên dành cho các cầu thủ đội tuyển U23. Và thời gian lúc này đây đang là kẻ thù của các cầu thủ đội tuyển Đăng Nghề và họ cần phải thi đấu chắc chịu hơn trước khi nghĩ về một chiến thắng. Nhiệm vụ của họ lúc này đây còn phải ít nhất có một bàn thắng nữa để san bằng tỷ số của trận đấu. Chắc chắn là các cầu thủ đội tuyển U23 lúc này đây đang là những người thi đấu tự tin hơn cũng như là có ý đồ hơn. Bóng tiếp tục được nhồi xuống phía dưới nhưng không thể qua được đội trưởng của đội tuyển U23. Không làm khó được Thanh Tùng. Một tình huống che chắn rất khó chịu. Rất khó để có thể lấy bóng của Thanh Tùng trong những tình huống như vừa rồi. Với thể lực, thể hình, khả năng cả nước tỷ đè cũng như kinh nghiệm chơi rất lâu năm của mình, rất khó có cơ hội dành cho tiền đạo đối phương. Đá biên dành cho cầu thủ đội tuyển Đăng Nghề. Quyết định đột phá tuy nhiên không thể qua được sự chỉ cản của cầu thủ U23. Bóng được tiếp tục triển khai dành cho các đồng đội. Người đang có bóng là Mạnh Cường. Qua bóng rất khéo. Trong tình huống vừa rồi thì đã không thể qua được chốt chặn thứ hai của cầu thủ đội tuyển U23. Phát bóng lên dành cho Tiến An. Mạnh Cường vẫn đang rất tích cực cầm bóng. Không qua được các cầu thủ phòng ngự đội tuyển U23. Chơi rất quyết đoán đến từ số 82 sân trường và đã cướp được bóng. Tiếp tục bóng đang đặt đấu chân chắc cầu thủ đội tuyển Đăng Nghề. Xuân Trường qua người rất hay. Phía bên trong có một tiền đạo. Tuy nhiên trong tình huống đường chuyền cuối cùng vừa rồi thì có lẽ Xuân Trường không thể kiểm soát được như ý muốn. Rất đáng tiếc. Và mặt đội tuyển Đăng Nghề tiếp tục được hưởng một quả đá biên. Thời gian của hiệp thi đấu thứ hai thì còn rất là dài và mọi điều đều có thể xảy ra. Vì vậy các cầu thủ của chúng ta lúc này đây có lẽ là ai ai cũng đang chơi vô cùng tập trung
Vừa rồi cũng là một tình huống rất đáng chú ý khi số 4 Mạnh Đức của đội tuyển Năng Nghề cũng đã có được một cơ hội ngay trước khung thành của thủ môn đội bạn. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi có lẽ là vì điều kiện thể hình không được như ý nên anh đã không thể với được đến trái bóng, rất đáng tiếc. Bỏ bóng lên sức mạnh dành cho cầu thủ đội tuyển công an. Trọng tài xác định trong tình huống vừa rồi có một tình huống phạm lỗi. Và một chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Trong tình huống vừa rồi với góc quan sát của chúng tôi thì rất khó để chúng tôi có thể xác định được quyết định của trọng tài. Có lẽ là sau khi hiệp thi đấu kết thúc thì chúng ta mới có thể biết được là trong tình huống vừa rồi trọng tài dành chiếc thẻ vàng cho cầu thủ Lào bên đội tuyển Làng Nghề. Vâng, và tình huống vừa rồi thì Ngô Cường của đội tuyển Làng Nghề đã nhận một chiếc thẻ vàng. Vẫn tiếp tục là sự truy cản vô cùng cẩn thận của Thanh Tùng đội tuyển Làng Nghề. Rất khó để có những tình huống solo 1-1 qua được sự truy cản của Thanh Tùng. Và bóng rất nhanh dành cho cầu thủ Làng Nghề. Và bóng trong một tình huống lỡ chấn của thủ môn thì đã bay qua đầu thủ môn. Tuy nhiên phía bên trong các cầu thủ đội tuyển Làng Nghề không thể tận dụng được cơ hội vừa rồi. Một tình huống rất quan ăn. Trọng tài đang xác định tiếp tục có một tình huống lỗi đến từ cầu thủ đội tuyển Ba. Đứng trước bóng vẫn là Thanh Tùng. Thanh Tùng chuyền bóng ra cánh dành cho cầu thủ mang số 82 Xuân Trường. Bóng tiếp tục được trả về cánh cho Thanh Tùng. Và như thường lệ tiếp tục là những đường chuyền dài dành cho Thanh Tùng. Một tình huống khống chế bóng rất nguy hiểm. Nói chính xác hơn là một tình huống lỗ lực cứu bóng nhưng không thành của các cầu thủ đội tuyển Làng Nghề. Và bóng đang nằm trong chân của các cầu thủ đội tuyển Cao Ba. Tiếp tục là một đường chuyền ngay bên biên xuống dưới dành cho tiền đạo của mình đến từ Thanh Tùng. Tuy nhiên không thể có được một đường chuyền ý và tiếp tục là một quả đá biên dành cho các cầu thủ đội tuyển Làng Nghề. Tiếp tục là Thanh Tùng tạt bóng lên. Rất khó để qua được sự chủ động truy cản đến từ các cầu thủ hàng ngự đội tuyển Ngõ Ba. Người đang có bóng lúc này đây là Mạnh Đức. Các cầu thủ đội tuyển Làng Nghề ngoài đây đang chơi vô cùng nỗ lực. Đứng trước bóng tiếp tục là Thanh Tùng với một quả đá biên. Rất khó chịu. Tuy nhiên vừa rồi thì tiền đạo phía bên trong của đội tuyển Làng Nghề đã không thể khống chế bóng. Tiến đàn phát bóng lên. Rất khó với một cự ly hẹp như thế này thì những đường bóng mạnh có thể phát huy được hiệu quả. Khi mà không gian không chơi bóng như ý dành cho các cầu thủ ở tiền đạo thì là rất hẹp. Việc truy cản của hậu vệ đối phương thì sẽ là dễ hơn. Và trong tình huống vừa rồi với một tình huống băng vào vô cùng hợp lý và đúng thời điểm thì vừa rồi số 9 đến từ đội tuyển Làng Nghề đó là Minh Châu đã có bàn thắng để san bằng tỷ số. Và trận cân bằng đã được các cầu thủ đội tuyển Làng Nghề thiết lập trong những giây phút vừa rồi. Và nếu như họ có được một bàn thắng để bằng tỷ số của trận đấu thì cũng là một điều rất là hợp lý với diễn biến của trận thi đấu này. Tiếp tục là một quả đá phạt dành cho các cầu thủ đội tuyển Làng Nghề.
Vâng, và sau khi ghi bàn một bàn thắng rất quan trọng cho trận đấu thì anh Minh Châu đã được ban huấn luyện bồi ngay cho một chiếc kẹo bạc hà nhằm mục đích là để cho anh Minh Châu tiếp tục duy trì phong độ. Một tình huống tạt vào trong, tuy nhiên vừa rồi nó là một đường chuyền xẻ lưng và một cú đá bồi của thứ hai các cầu thủ đội tuyển có ba. Và cho đến lúc này đây, khi mà tỷ số đã được cân bằng thì cả chắn là trong những giây phút còn lại sẽ không thể có những thế trận cầm bóng một chiều, cả hai đội sẽ đều phải rất cố gắng. Tiếp tục là những tình huống lộn xộn tại khu vực phần sân của cầu thủ đội tuyển Lăng Nghệ. Người đang có bóng là Mạnh Cường, một tình huống phản công. Mạnh Cường quyết định qua người khi phía trên không có đồng đội để anh có thể phối hợp. Và với quyết định của mình thì anh cũng đã mang về được một quả phạt góc dành cho đội tuyển Lăng Nghệ. Không qua được sự chi cản của các cầu thủ đội tuyển Lăng Nghệ. Anh Cường dứt điểm ngay. Bóng một lần nữa lại tìm đến cú lộn người móc bóng tung vào một đường móc bóng rất nguy hiểm dành cho các cầu thủ đội tuyển Ngô, đội tuyển Lăng Nghệ đến từ đôi chân của Mạnh Cường. Tiếp tục các cầu thủ đội tuyển Ngõ Ba được hưởng một quả đá biên. Không qua được sự chi cản của Thanh Tùng. Trực chờ phía dưới lúc này là Mạnh Cường. Tuy nhiên vừa rồi thì số 82 cũng là một tiếp tục là một lời thách thức tiếp theo dành cho khung thành của đội tuyển Ngõ Ba. Một cú sút rất mạnh và rất hiệu hứng, chỉ thiếu một chút độ chuẩn xác nữa thôi thì vừa rồi bóng có thể tìm đến hướng của khung thành của đội tuyển Ngõ Ba. Những đòn cảnh báo rất rõ ràng của các cầu thủ đội tuyển Lăng Nghệ. Và cho đến thời điểm này thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra lúc này đây, sự tự tin cũng như sự chủ động đang thuộc về các cầu thủ đội tuyển Lăng Nghệ đều rất dễ để cho chúng ta có thể quan sát thấy, không chỉ trong trận ngày hôm nay đây mà trong tất cả những trận đấu họ đã từng tham dự. Đội tuyển Ngõ Ba xin có sự thay đổi người. Tùng ra sân và Lâm vào sân. Thêm một người nữa vào côn đi. Trong lúc này đây đang là Mạnh Cường cùng với sân trường của đội tuyển Lăng Nghệ. Tuy nhiên bóng vừa rồi đã không thể cho các cầu thủ tấn công đội tuyển Lăng Nghệ có cơ hội khống chế. Bóng đi quá mạnh và quá cao. Lăng Nghệ đang tiếp tục được hưởng một quả đá biên. Tiếp tục nhồi bóng lên phía trên. Và vừa rồi thì thủ môn của đội tuyển Lăng Nghệ Ba đã phải đâm bóng, chọn giải pháp an toàn. Những đường bóng rất nguy hiểm của cầu thủ Thanh Tùng. Tiếp tục nhồi bóng vào phía trong. Lên cao lên, đẩy cao lên.
sẽ là một tình huống phản công, tuy nhiên không thể qua được sự chi cản của Thanh Tùng. Anh cho đến thời điểm này vẫn đang chơi vô cùng chắc chắn và đang chơi vô cùng tập trung. Rất khó để những tình huống bóng ở tốc độ chậm như vừa rồi có thể qua được sự chi cản của Thanh Tùng. Các cầu thủ đội tuyển U23 đang kiểm soát bóng. Một cú chuyền bóng lên không thành công đến từ số 93. Giữ bóng rất khó chịu đến từ đôi chân của Minh Châu. Và vừa rồi thì các cầu thủ U23 phải phá bóng ra biên. Tiếp tục là một tình huống nhiều bóng vào trong dành cho cầu thủ Lăng Nghê. Sẽ là một tình huống phản công dành cho U23, được bóng lúc này đây đang là Mạnh Tùng. Trọng tài xác định trong tình huống vừa rồi có một tình huống phạm lỗi. Một tình huống rất nguy hiểm. Với một cú sút, với một cú phạt có điểm rất gần với khung thành thì hoàn toàn các tiền đạo của đội tuyển Ngõ Ba có thể đưa ra một cú sút thẳng về hướng khung thành. Và hãy chờ xem một tình huống phối hợp. Tuy nhiên trong tình huống phối hợp vừa rồi thì bóng không thể đẩy vào phía bên trong dành cho các cầu thủ ở khu vực trung tâm khung thành, cũng rất đáng tiếc. Chơi xuất sắc dành cho thủ môn đội tuyển Ngõ Ba. Số 26 đội tuyển Ngõ Ba đang có được sự kiểm soát bóng để bóng về dành cho số 18. Tiếp tục là số 93, tuy nhiên không qua được sự chi cản của Thanh Tùng. Tiếp tục là những tình huống đi bóng tự tin của cầu thủ đội tuyển Ngõ Ba, tuy nhiên là một tình huống mất bóng rất đáng tiếc. Những tình huống mất bóng như vậy rất nguy hiểm khi những cầu thủ của mình đã dâng cao lên để tấn công. Thì tại khu vực phòng ngự chắc chắn là sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn dành cho đội bạn. Tấn công dành cho cầu thủ đội tuyển Ngõ Ba. Vừa rồi có lẽ anh xác định đưa ra một cú sút. Và trong giây phút vừa rồi thì Tiến An đã rất xuất sắc để có thể để cản phá được tình huống bóng vừa rồi. Không thể có một tình huống nhồi bóng vào phía trong. Đội tuyển Làng Nghề xin có sự thay đổi người. Số 93 Tiến Dũng vào sân. Và tiền đạo Minh Châu xin được phép ra sân. Đội tuyển Ngõ Ba cũng có sự thay đổi người. Ra luôn, vào luôn. Văn Năm vào sân và số 26 Duy Khánh ra sân. Kéo áo xuống em ơi. Có lẽ là cho đến thời điểm này của trận đấu trận chung kết không có điều gì mà hai đội sẽ giấu nữa, và hai đội sẽ đưa ra tất cả những ngón đòn quyết định quan trọng nhất của mình để nhằm đến một chiếc cúp danh giá của giải thi đấu năm nay. Những giây phút rất đáng được chờ đợi của giải đấu. Và chúng tôi cũng rất mong muốn toàn thể quý vị chúng ta một lần nữa có thể nổ một tràng vỗ tay được cổ vũ cả hai đội tuyển, có được không? Rất cảm ơn quý vị ạ. Đẩy bóng về dành cho thủ môn. Không qua được sự chi cản của các cầu thủ đội tuyển Lăng Nghê. Tiếp tục là những tình huống chi cản tốt của cầu thủ đội tuyển Lăng Nghê. Tuy nhiên bóng vẫn đang thuộc sự kiểm soát của các cầu thủ đội tuyển Ngõ Ba. Hoàn Nam đang xin bóng và anh quyết định lật cánh sang phía đối diện bờ biên bên kia dành cho cầu thủ chạy biên bên kia. Một quả đá phạt dành cho cầu thủ đội tuyển Ngõ Ba. Một tình huống bắt bóng sống rất căng. Một tình huống bắt bóng sống rất ngẫu hứng và rất căng của Văn Đông. Bóng được đẩy lên cho Mạnh Cường, tuy nhiên không thể khống chế được bóng rồi. Tiếp tục là những tình huống bóng lầm bọc. Anh nhà anh cứu đến dây vào đi.
Quả đá biên dành cho cầu thủ đội tuyển ngõ ba không thể qua được và Thanh Tùng. Chốt chặn có thể nói là rất quan trọng của hàng phòng ngự đội tuyển Làng Nghề. Đẩy bóng lên dành cho Mạnh Cường. Và vừa rồi là rất cố gắng cho cầu thủ đội tuyển ngõ ba khi có thể phá bóng để ra biên. Nếu như trong tình huống vừa rồi không phá bóng ra biên thì không có điều gì có thể nói trước được khi bóng sẽ đến chân của Mạnh Cường để tiền đạo dứt điểm. Tiếp tục là những tình huống chơi lăn xả đến từ Văn Lâm, cầu thủ mới được vào sân. Chuyền bóng lên cũng rất chuẩn xác. Cho đến thời điểm này thì các cầu thủ của cả hai đội tuyển đang chơi vô cùng quyết liệt, đang rất cố gắng. Và đội tuyển Làng Nghề xin có sự thay đổi người. Đức xin được ra sân. Có lẽ là Minh Đức đang bị đau và Văn Sơn vào sân, Phi Sơn vào sân. Thực hiện đá biên dành cho cầu thủ đội tuyển ngõ ba. Đang rất vội rồi. Thời gian của trận đấu không còn nhiều và chắc chắn là cả hai đội đều không muốn nghĩ đến. Để có thể dễ dàng hơn để đến được với chức vô địch của giải đấu. Người đang giữ bóng là Mạnh Cường không thể cầm bóng được với sự truy cản của các cầu thủ hậu vệ đối phương. Phản công dành cho cầu thủ đội tuyển ngõ ba. Tuy nhiên trong vừa rồi có lẽ là một đường chuyền rất khó dành cho số 8 Văn Nông. Là bóng lên dành cho Tiến An. Tiếp tục là sự kiểm soát đến từ cầu thủ có 3 và một cú sút vô cùng nhanh đã được tung ra bởi các cầu thủ đội tuyển có 3. Rất khó để cho các cầu thủ tiền đạo có thể có thời gian để căng ke, cho nên là những tình huống vừa rồi cũng rất khó để bóng có thể tìm đến được thôi. Tuy nhiên đó là những điều rất cần thiết đối với hàng công của cả hai đội tuyển lúc này. Trọng tài xác định bóng đã ra phía bên ngoài sân và sẽ có một quả đá biên lên dành cho các cầu thủ đội tuyển Làng Nghề. Thành Tùng tiếp tục đưa bóng lên. Tuy nhiên tình huống bóng vừa rồi thì bóng đi quá bổng và quá mạnh. Điểm rơi không được sự nhí, không có ai có thể đón nhận được. Lấy bóng rất tốt của Mạnh Cường, rất chủ động. Tiếp tục là Mạnh Cường không thể thực hiện được một đường chuyền. Phản công nhanh dành cho cầu thủ đội tuyển ngõ ba. Phía bên chân là Văn Lâm. Văn Lâm đang xin bóng. Tuy nhiên số tiền đạo số 93 của đội tuyển ngõ ba đã quyết định tung ra một cú sút. Và cú sút vừa rồi thì cũng đã không thể ca được một đá sân hình đến từ một cầu thủ của đội tuyển Làng Nghề. Tài xác định trong tình huống vừa rồi có một quả phạm lỗi và được hưởng quả phạm lỗi này chính là cầu thủ đội tuyển ngõ ba. Những chiếc bóng bây giờ là tiền đạo của đội tuyển ngõ ba. Tiền đạo mang áo số 93. Chuyền bóng dành cho số 11. Một cú sút ngay trong. Như vậy là một cú sút ngay đã được số 11 Huỳnh Đức của đội tuyển ngõ ba thực hiện. Tuy nhiên tình huống vừa rồi bóng không có được một sự chuẩn xác cần thiết. Tiến An. Đức Lâm để bóng lên dành cho Văn Lâm. Và vừa rồi số 93 tiền đạo chủ lực của đội tuyển ngõ ba đã có được một cơ hội dứt điểm tại một cự ly rất gần với khung thành. Và chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi thì anh đã có thể đưa bóng tìm đến mảnh lưới của đối phương, rất đáng chú ý. Tuy nhiên với tình huống phạt góc tiếp theo thì cầu thủ đội tuyển ngõ ba đã không thể thực hiện tốt, không qua được đôi tay của thủ môn Tiến An. Và bóng hoàn toàn dành cho cầu thủ đội tuyển ngõ ba. Thực hiện đá biên dành cho cầu thủ đội tuyển Làng Nghề lúc này đang là Phi Sơn, tiền đạo trẻ trung của đội tuyển
làng nghề. Chuyển cho Thanh Tùng. Đã Thanh Tùng tiếp tục nhồi bóng xuống phía khung thành của đối phương. Và cho đến thời điểm này đây thì cả hai đội đang chơi với cự ly với tốc độ rất nhanh, chưa có những dấu hiệu về sự suy giảm của thể lực. Một trận đấu, một trận chung kết rất chất lượng đang được diễn ra, và chúng tôi cũng một lần nữa rất cảm ơn quý vị chúng ta tiếp tục ủng hộ và cổ vũ cho trận chung kết ngày hôm nay. Lỗi trong tình huống vừa rồi, trọng tài xác định sẽ có một quả đá phạt lên dành cho các thể lực làng nghề. Đội tuyển làng nghề đội tuyển làng nghề xin bắt xếp theo người số 89 vào sân và số 4 Lê An Mạnh Đức xin được phép vào sân. Chéo thẳng vào côn dành cho Thanh Tùng của đội tuyển làng nghề. Vừa rồi là những tình huống rất nguy hiểm. Tuy nhiên với một cự ly côn rất nhỏ của sân 7 người thì những tình huống vừa rồi vẫn còn rất nhiều những sự lựa chọn dành cho thủ môn cũng như hàng thủ của đối phương để có thể hóa giải được những cú sút từ cự ly rất xa. Không có lỗi. Tuy nhiên vừa rồi Thanh Tùng đã có một tình huống chuyển bóng lên hơi vội và bóng đã đi quá mạnh. Bóng tiếp tục đến từ các cầu thủ đội tuyển Goma, tuy nhiên không thể triển khai bóng lên. Bóng lập bập rất nguy hiểm. Và người đang có bóng này là Văn Lâm, không thể khống chế thành công. Bóng đã đi cao quá đầu của Văn Đồng. Rất đáng tiếc là một tình huống phá bóng, phát bóng lên dành cho Tiến An. Và hai đội tuyển lúc này đây đang chơi với tốc độ rất nhanh. Bóng liên tục được luân chuyển từ những đôi chân. Và tiếp tục là một tình huống chơi xuất sắc đến từ Tiến An khi mà cùng căng. Tuy nhiên là Tiến An cho tình huống bây giờ đã chơi tập trung. Không thể khống chế bóng trong tình huống vừa rồi. Thực hiện đá biên dành cho cầu thủ đội tuyển Goma, tuy nhiên không thể qua được sự cản phá đến từ các cầu thủ đội tuyển làng nghề. Và cho đến thời điểm này thì các cầu thủ đội tuyển Goma đang đẩy cao đội hình, đang chơi với tốc độ nhanh và ý đồ rất rõ là mong muốn định đoạt trận đấu ngay trong hai hiệp thi đấu. Trọng tài tiếp tục theo như chúng tôi phán đoán thì đó là một tình huống thổi đôi bóng chạm tay đến từ các cầu thủ đội tuyển Goma, và như thường lệ Thanh Tùng của đội tuyển làng nghề đang là người đứng trước bóng, rất có thể tiếp tục sẽ là một đường chuyền thẳng về phía khung thành của đối phương. Những tình huống băng cắt có vẻ như đây là những tình huống tủ đến từ các cầu thủ. Làng nghề thực hiện thẳng những quả sút phạt cũng như đường chuyền dài thẳng về hướng khung thành để cho các cầu thủ tiền đạo phía trên có thể băng cắt. Và chính từ những tình huống như vậy thì đội tuyển làng nghề đã có bàn thắng quân lịch tỷ số. Tuy nhiên trong giây phút này thì các cầu thủ đội tuyển Goma đang có một cơ hội không thể, có thể nói là không thể ngon hơn, khi họ đã được hưởng một quả đá phạt ngay trước khung thành của thủ môn Tiến Nam, một quả đá phạt rất gần. Chắc chắn đây sẽ là một quả đá phạt, một cơ hội rất nguy hiểm và rất ngon ăn. Nếu như chất chiêu thì đây hoàn toàn có thể là một cú sút thẳng và một bàn thắng dành cho các cầu thủ đội tuyển Goma. Chuyền bóng, một tình huống phối hợp nhanh, tuy nhiên không có được độ chuẩn xác. Và như vậy là trọng tài cũng đã chính thức lùi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Và với việc hai đội tuyển của chúng ta cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trong hai hiệp thi đấu chính thức thì theo như quy định của giải đấu
sẽ không có hiệp phụ được diễn ra và hai đội tuyển sẽ đến với những chấm luân lưu 11. Và ngay sau đây thì cũng xin mời hai đội sẽ cùng các thành viên của hai đội sẽ cùng trở lại sân đấu để cùng cử ra các thành viên sẽ thực hiện những đoạt luân lưu này. Anh ơi, nhắc là đá gôn như này nhá. Rồi, vào cái trong tài luôn đi, để phục vụ cho quay phát. Và sẽ có khoảng 2 đến 3 phút thôi để cho hai đội tuyển của chúng ta hội ý đưa ra những quyết định về mặt nhân sự để thực hiện loạt luân lưu này. Rất mong muốn cả hai đội tuyển chúng ta sẽ tranh thủ nghỉ ngơi chỉ một chút thôi và sẽ thật nhanh để đưa ra những quyết định của mình. Chung kết vô cùng cân tài cân sức đã được diễn ra và kết quả một đều có lẽ là cũng đã phản ánh rất đúng về thế trận ngày hôm nay. Hai đội lúc này đây phải so tài cao thấp bằng loạt đá luân lưu. Và lúc này đây thì đội tuyển làng nghề đã được thực hiện đá luân lưu trước. Đứng trước bóng lúc này đây có lẽ là Tiến Dũng. Không phải quay chậm đâu nhé, không phải quay chậm đâu. Đá bên nào đây? Đội tuyển Góc Ba đã có sự thay đổi thực về mặt nhân sự, về mặt thủ môn. Tiến Dũng! Vâng, không thể cản phá. Vừa rồi Tiến Dũng đã đưa ra một cú sút rất căng và rất nguy hiểm. Và đúng hơn thì trong tình huống vừa rồi không có cơ hội dành cho các cầu thủ, dành cho thủ môn của đội tuyển Góc Ba. Và sút đầu tiên của các cầu thủ đội tuyển Góc Ba. Đứng trước bóng ở đây là số 11, cầu thủ Nguyễn Đình Đức. Và đứng trước quả đá phạt này thì đó là Tiến An. Một cú sút của Huỳnh Đức. Vâng, và Huỳnh Đức cũng không mất nhiều sự khó khăn để có thể kết thúc được quả luân lưu vừa rồi. Tỷ số lúc này đây đang là một đều trong loạt luân lưu đầu tiên. Chỉnh tỷ số thôi. Đến lượt đối thủ thứ hai thì lúc này đây các cầu thủ tuyển làng nghề lựa chọn là cầu thủ mang áo số 82 Xuân Trường. Không quan trọng. Chỉnh tỷ số thôi. Xuân Trường sút bóng. Tiếp tục là đánh lừa được thủ môn. Tỷ số đang tạm vươn lên là 2-1 dành cho các cầu thủ đội tuyển làng nghề, rất căng thẳng. Vâng, loạt đá thứ hai thì Đức Tùng sẽ thay mặt cho đội tuyển Góc Ba để thực hiện cú luân lưu này. Đức Tùng vẫn tiếp tục là một cú sút rất tốt của các cầu thủ dứt điểm trong loạt luân lưu này. Rất khó dành cho các thủ môn với những cú sút luân lưu tại cự ly gần như này. Và đến loạt luân lưu thứ ba thì người đứng trước bóng cho đội làng nghề lúc này đây là Mạnh Cường. Mạnh Cường! Thủ môn đã rất xuất sắc và phán đoán được bóng, hướng bóng trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc dành cho Mạnh Cường và ngày hôm nay đây. Mạnh Cường phải công bằng để nói thì Mạnh Cường đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc và cho đến lúc này anh chưa có được bàn thắng thì phải nói anh đang có một điều gì đó đen đủi trong trận đấu này. Khi mà anh đã có rất nhiều những cú sút rất tốt trong trận đấu. Đứng trước bóng ngoài đây đang là Đức Lâm. Không khó dành cho Đức Lâm. Sau 3 loạt sút luân lưu thì tỷ số đang được nghiêng, đang được dẫn trước bởi đội tuyển Góc Ba với tỷ số 3-2. Đứng trước bóng dành cho đội tuyển làng nghề trong loạt thi đấu thứ 4 đó là Thanh Tùng. Thanh Tùng không có cơ hội dành cho thủ môn đội bạn. Tỷ số đang được tạm cân bằng là 3 đều. Tuy nhiên lúc này đây thì các cầu thủ đội tuyển Góc Ba đang lợi hơn một cú sút.
Số 5 của đội tuyển Ngô 3. Có vẻ như tiến an trong tình huống vừa rồi cũng đã phần nào phán đoán được hướng bóng. Tuy nhiên bóng đi cũng rất thẳng, cự ly rất gần, rất khó cho tiến an. Và đứng trước bóng của đội tuyển làng nghề lúc này đây đang là Phi Sơn. Nếu như Phi Sơn thực hiện thành công thì mọi điều cũng có thể xảy ra. Trọng tài xác định trong tình huống vừa rồi là một bàn thắng dành cho Phi Sơn. Và bây giờ đây thì Văn Lâm, cầu thủ đã chơi rất xuất sắc trong suốt thời gian anh được tung vào sân của hiệp 2, được lựa chọn để là cầu thủ định đoạt cho loạt sút luân lưu cuối cùng. Nếu như Văn Lâm thành công thì chức vô địch sẽ thuộc về Ngõ Ba. Văn Lâm vượt qua được Tiến An. Vâng, vừa rồi thì Văn Lâm sút đã xuất sắc rồi, thế nhưng trong tình huống vừa rồi đó là một phản xạ cũng xuất sắc của Tiến An. Và sau 5 loạt sút thì tỷ số lúc này đang là 4-4 và mọi thứ đã được hai đội tuyển tiếp tục đưa trở về mạch xuất phát. Và Tiến An sau khi cảm hóa thành công sẽ là người được lựa chọn để tung ra cú sút tiếp theo. Tiến An! Một bàn thắng dành cho Tiến An, một cú sút rất căng. Lúc này đây thì tâm lý lại đang đè nặng lên đôi chân của số 93 đội tuyển Ngõ Ba, một loạt sút luân lưu vô cùng cay cấn. Sút rất tốt. Tưởng chừng như anh sẽ gặp rất nhiều những vấn đề về tâm lý khi chơi trước trận đấu. Anh đã không thể chung tục bằng những đối phương, thế nhưng trong tình huống vừa rồi anh đã rất bản lĩnh và đã tung ra một cú sút rất căng, rất nguy hiểm. Tỷ số đang là 5-5 và loạt thứ 7 được cầu thủ Mạnh Đức của đội tuyển làng nghề thực hiện đầu tiên. Mạnh Đức tiếp tục là một cú sút rất chính xác. Và bây giờ thì sẽ không có câu chuyện về 5 loạt sút nữa rồi. Mỗi một loạt sút thôi rất có thể sẽ ấn định tỷ số của trận đấu, sẽ tìm ra ngôi vương của giải đấu. Đứng trước bóng lúc này đây đang là Huỳnh Đức, cầu thủ mang áo số 11 của đội tuyển Ngõ Ba. Có lẽ là trọng tài đang có ý kiến là anh đã thực hiện một cú sút rồi, vì vậy anh chưa thể thực hiện cú sút tiếp theo khi mà các cầu thủ của mình chưa hết lượt. Và đứng trước bóng lúc này đây đang được trao cơ hội, đó chính là thủ môn bắt trong hai hiệp chính của đội tuyển Ngõ Ba. Một cú sút quá nhẹ và trong tình huống vừa rồi cú sút không thành bàn của thủ môn đội tuyển Ngõ Ba đã chính thức đưa đội tuyển làng nghề lên chức vô địch năm nay. Xin chúc mừng đội tuyển làng nghề. Mừng. Và ngay sau khi loạt thi đấu luân lưu được diễn ra xong thì chúng tôi xin được kính mời đại diện của các đội và đặc biệt là đông đủ cầu thủ của cả hai đội cho trận chung kết. Chúng ta sẽ cùng nhau hiện diện vào phía sân để cùng với ban tổ chức, cùng với các quý vị khách mời, các quý vị đại biểu và ban trọng tài, chúng ta cùng tham dự lễ bế mạc của giải thi đấu năm nay. Xin được kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng tập trung vào. Cho ban tổ chức thì chúng tôi xin được phép kính mời tất cả đại diện của các đội tuyển tham dự giải đấu sẽ cùng trở lại với khu vực trung tâm sân bóng để đến với nghi lễ bế mạc của giải bóng đá sân 7 cúp làng nghề Văn Tự năm nay. Xin được kính mời ạ. Lỡ làng vì đội tuyển Ngõ Ba bỏ mất đã đưa đội tuyển làng nghề lên ngôi vương, lên ngôi vô địch năm nay. Và chúng tôi một lần nữa xin được chúc mừng đội tuyển làng nghề.
Và ngay sau đây thì chúng tôi một lần nữa xin được kính mời đại diện của các đội bóng sẽ cùng nhau trở lại khu vực trung tâm sân bóng để cùng đến với lễ bế mạc, lễ trao giải cho các đội tuyển cũng như các cá nhân xuất sắc của giải đấu năm nay. Xin kính mời ạ. Xin kính mời quý vị, chúng ta khẩn trương ạ. Chắc nó là bật nhạc bản quyền nhé. Không là nó tắt Facebook. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.